Xin kính chào tất cả quý vị khán giả, xin kính chúc tất cả quý vị khán giả trên toàn thế giới một ngày mới an nhiên, hạnh phúc. Hôm nay quay trở lại câu chuyện của chị Đại, quý vị khán giả. Trước khi vào vấn đề này thì cho Phương Văn nhắc lại, ngày hôm qua Phương Văn có chia sẻ một cái video về một khán giả tên là My Dung. Thì Phương Văn cũng không biết là ai trong video đó, Phương Văn đã tâm sự và đã nhắn qua số Zalo của Phương Văn muốn về Việt Nam để gặp Phương Văn. Và cái video đó Phương Văn cũng đã chia sẻ và tâm sự với quý vị khán giả. Hôm nay thì Phương Văn tiếp tục chia sẻ câu chuyện của mình và phân tích vấn đề của chị Đại. Sau đây là Phương Văn xin phép đọc và chia sẻ cùng với tất cả quý vị khán giả và chúng ta cùng bình luận vấn đề này. Bên cạnh đó thì Phương Văn cũng không đụng tới cái chuyện làm ăn của chị Đại này. Và cái tên của chị Đại á, là bây giờ chị biết là sau khi một trong những người bạn của mình phản bội chị Hằng Kali ở Mỹ đi giúp đỡ những người homeless đó, thì cái tên chị Đại, chị có biết ai đặt cho chị hay không? Cho nên tới ngày hôm nay chắc có lẽ là chị thích cái tên chị Đại này lắm, cho nên là khi mà nhắn tin qua Zalo của Phương Văn á, xưng đây tôi là chị Đại nè, chắc có lẽ là chị hiểu như thế nào sau khi chị chia sẻ trên cộng đồng mạng cái video của chị cùng với Le Le. Thì quý vị khán giả cũng biết là tại sao mà nội bộ của họ lại lục đục sau khi phản bội chị Hằng qua một cái kênh khác. Tại sao cái kênh của mình thì mình không chia sẻ, mình tâm sự. Chị nói là chị luôn đi làm từ thiện, nhưng sau đây thì có một số quý vị khán giả đã lục lại những cái video của chị và chia sẻ trên cộng đồng mạng cũng như là gửi cho Phương Văn. Thì liệu hỏi chị đi làm từ thiện và khán giả và mọi người có đặt hết niềm tin, thương yêu vào chị hay không? Và chị cũng gán nán lại, đọc lại những cái lời bình luận của khán giả dành cho chị. Nếu như chị nói là chị không biết đọc hoặc là không có thời gian đọc, thì Phương Văn trích lại khoảng 4-5 cái bình luận và đọc cho chị nghe. Nếu mà chị thực sự là một nhân vật chính trong này, thì sau đây Phương Văn xin phép đọc những lời bình luận, những lời nhắn tiếp theo của chị Đại. Ở đây tôi và mọi người chắc có lẽ cũng không có gọi cái tên chị ra, đó là cái nickname thôi, thiếu gì người tên chị Đại. Nhưng mà chị tự nhận chị là tự chị Đại. Thì thôi chị Đại hãy vào đây mà xem lại những cái tin nhắn của mình ha. Hôm qua thì Phương Văn nhận được một cái tin nhắn qua Zalo nữa. Quý vị khán giả, tôi nè, tôi là Mỹ Dung, là chị Đại nè. Tôi, chị lên câu view, câu like gì tôi không cần biết. Tôi mong chị từ đây về sau đừng nói tới tôi. Chị muốn kiếm tiền bằng cách chân chính mới hay. Đem ta lên để nói lấy tiền YouTube là quá tội. Kính thưa quý vị khán giả, Phương Văn sẽ dừng ở đây ha. Phân tích về vấn đề này. Khi chắc có lẽ gia nhập vào cộng đồng mạng trên YouTube, quý vị khán giả biết là chị không có lường trước sự việc, đúng không nào? Sau khi một cái video chị lên thì cộng đồng mạng đã chia sẻ bình luận. Không có ai có quyền cấm cản người khác bình luận cũng như là ngôn luận tự do. Và YouTube nó cũng không cấm cản. Và chúng tôi khán giả, những người YouTuber chia sẻ bình luận về vấn đề này thì chắc có lẽ là cộng đồng mạng và mọi người cũng hiểu là vì sao người ta lại bình luận những cái vấn đề nổi trội như thế này. Và không ai cấm cản và không vi phạm pháp luật, YouTube nó không cấm mình. Thì không có cớ gì mà không cho người khác bình luận về mình. Nếu như mình làm tốt thì người ta khen mình, những gì mình làm chưa tốt thì người ta hoàn toàn góp ý. Nếu mình là cái người mà biết lắng nghe thì người ta góp ý cái gì, mình xem lại mình coi có đúng hay sai, có đúng chưa, có hoàn thiện chưa. Tại vì con người không ai hoàn thiện cả, đôi khi làm sai thì mình cũng nhận lại. Phương Văn đâu có nói là Phương Văn đúng hoàn toàn. Trong cuộc đời này không phải một cái khía cạnh làm YouTube mà những khía cạnh khác nữa. Đâu có ai dám đảm bảo mình khi mà nhắm mắt xuôi tay mình không có làm một cái gì đó không sai đâu. Có nha, trên đời này chúng ta làm sai tới đâu thì chúng ta lắng nghe ý kiến, đóng góp và họ sẽ giúp cho mình nhìn nhận lại bản thân mình và mình dần dần mình hoàn thiện hơn.
Đó là một cái điều rất tốt, đâu ai hoàn hảo cả. Và sau đây là cái tin nhắn tiếp theo: đem ta lên để nói lấy tiền YouTube là quá tồi. Tôi không muốn nói là gì, tôi lớn rồi, tôi không rảnh và không ăn không ngồi rồi đem chuyện người ta nói để kiếm tiền YouTube như chị. Em dừng ở chỗ này. Nói là ăn không ngồi rồi đem người ta lên YouTube để nói kiếm tiền. Kính thưa quý vị khán giả, Phương Văn khẳng định ở đây, khi mà chúng ta gia nhập vào cái mạng xã hội, mạng YouTube thì là ngôn luận tự do, không ai bắt mình phải không nói, không ai được bắt những người khán giả không được bình luận. Đây là một cái vấn đề mà chị phải hiểu đó. Chứ chị không có thể nào mà bắt người khác là không có lên nói, không có bình luận về mình. Như vậy thì Phương Văn hỏi chị, nếu như chị không đem câu chuyện của chị Hằng lên một cái video của Trang Le Le thì chị cũng là rảnh ăn không ngồi rồi hay sao mà chị lên để chị nói những cái lời như vậy? Mà chị cũng thừa sức rằng là chị và chị Hằng Kali, bạn bạn, chị em đi từ Việt Nam sang Mỹ, đi đâu cũng đi đó, đi xuống suối chợ đi ăn vân vân, mà chị nghĩ chị lớn rồi, chị không có nhìn nhận lại nếu như chị và chị Hằng có những cái khúc mắc gì đó thì cũng nên chia sẻ riêng tư. Đó là người ta góp ý với chị thôi đó. Còn đằng này chị lên cộng đồng mạng để chị chia sẻ những cái lời mà không hay về Hằng Kali. Bây giờ chị thực sự còn có thể nào mà quay trở lại nhìn mặt chị Hằng Kali hay không, và chị còn đi chung với Hằng Kali hay không, hay là chị Hằng á chỉ đưa chị về suối đó? Bây giờ có một số khán giả bình luận như thế này, em xin đọc tiếp theo luôn ha. Có một số khán giả nói là thôi bây giờ chị Hằng đưa về suối đó, có muốn làm dâu ở suối hay không? Đó là một khán giả. Còn chị muốn làm dâu ở suối hay không thì đó là cái quyền lựa chọn của chị, còn khán giả bình luận là cái quyền của khán giả. Rồi Phương Văn xin đọc tiếp: kênh tôi làm chuyên làm từ thiện cứu người chứ không phải ngồi ở nhà lấy người khác lên câu view, câu like để lấy tiền YouTube. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như chuyên đi làm từ thiện cứu người thì chắc có lẽ câu nói này chị Đại cũng nên nghĩ lại bản thân mình, suy nghĩ lại một chút xíu thôi, mình đi chậm lại một chút xíu, lòng có từ tâm hay chưa, hay là vẫn còn sân si thì đi làm từ thiện cứu người. Nếu như những người mà chị đang cứu đó thì họ có những cái tâm tính không bình thường, chẳng hạn như những người homeless nè, họ có tâm tính không bình thường, nói chung về tinh thần của họ là tưng 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 đó. Nếu như họ có những cái phản ứng trái chiều, rồi chị sang Mỹ, chị gặp những người đó, chị vớt họ lên, bắt đầu họ chị tung những cái cú knock out của chị đối với những người homeless như vậy. Như vậy thì có cứu người được không? Tâm chưa tịnh, vẫn còn sân si. Và đây là một cái video mà khán giả đã chụp và gửi cho kênh Phương Văn, thử hỏi chị làm như thế này chị có cứu người hay không. Và Phương Văn xin đọc hết một lần nữa: tôi không muốn chị nói đến tên tôi, cảm ơn chị. Tôi đâu có nói tới tên chị đâu, tôi nói chị Đại thôi đó. Tôi không dám kêu cái tên của chị ha, cái tên của chị là cái tên quá đẹp, cho nên là chị cũng nên đi làm những điều gì tốt đẹp, không phản bội bạn. Và bây giờ chị sân si, chị muốn về Việt Nam, chị gặp Phương Văn. Chắc có lẽ cái điều mà sân si á, là chắc chị sân si hết cả thế giới này luôn rồi. Chị chưa có đọc những cái bình luận của khán giả dành cho chị đúng không? Đó. Nhưng ở đây chị cũng ráng kêu người khác đọc cho chị đi. Đó. Bây giờ là sân si. Bây giờ hiện tại đang ở Mỹ, chị qua chị tìm David Kim á. David Kim á thì đưa chị xuống suối ha, gặp những người homeless á, chị gán chị làm từ thiện, chị cứu người, làm được giống như chị Hằng. Chị đi một cái nước cờ mà khán giả và mọi người cảm thấy là nuối tiếc cho chị. Đáng lẽ ra con đường chị đi là rất là sáng, đi qua Mỹ nè, đi qua đi lại nè, chơi với chị Hằng nè, đó, đi gặp gỡ những người homeless nè. Đây là một cơ hội để giúp cho chị làm thiện nguyện. Nhưng mà con đường của chị đi ngã rẽ. Cuối cùng tình bạn chị và chị Hằng, bây giờ chị có dám xua là chị và chị Hằng gặp nhau đó, đi ăn, đi uống và gặp nhau như trước đây nữa hay không? Chị có xua không? Chắc có lẽ là no rồi.
Rồi chị kết thân với Le Le. Chị thử hỏi đi, Le Le với chị bao nhiêu lần cãi nhau? Chị nghĩ cái chuyện mà chị cãi nhau mọi người không biết mà chị nói là phương văn, giống như đem câu chuyện của người khác lên cộng đồng mạng. Như vậy chính bản thân chị không qua kênh khác, chị đem câu chuyện của chính bản thân chị, người trong cuộc, lên YouTube hay sao? Đâu ai dám kêu tên chị đâu, người ta đặt cho chị cái tên chị Đại, là tôi đặt đó. Cái tên chị Đại chị thích đúng không? Nếu như chị muốn lấy cái danh này luôn, chị phải cảm ơn tôi đặt cái tên là chị Đại. Bây giờ chị biết là ai đã đặt tên cho chị rồi, chứ không phải là cái tên mà chính bản thân chị đặt. Chị là chị Đại, chị tính là cái tên chị Đại là nổi danh như cồn. Thật sự giờ chị nổi thiệt luôn đó. Người ta muốn làm nổi tiếng như vậy cũng hơi khó, nhưng mà chị thì nổi thiệt rồi đó. Nổi thiệt mặt tích cực và mặt tiêu cực nó khác nhau. Chị nói chị là chuyên đi làm từ thiện cứu giúp người, nhưng mà công nhận em nói với chứ chị Đại như thế này nè, khi mà chị làm kênh YouTube chưa bật được kiếm tiền, chưa là thành viên của YouTube mà chị up những cái video toàn là bạo lực không à. Đó, chị nhìn lại cái video này ha, xin mời tất cả quý vị khán giả nhìn lại một cái đoạn ngắn. Nếu như YouTube mà nó không cho Phương Văn up cái video này thì Phương Văn cũng đành chấp nhận, tại vì có những cái bạo lực ở YouTube nó không cho. Nhưng mà em nói một lần để cho quý vị khán giả cũng hiểu những cái cảnh mà nó nằm, nó liệt kê trong bạo lực, thì anh em YouTube chúng tôi là tránh hết sức có thể, hết mức có thể, tại vì đưa lên là nó không đồng ý, nó không có phê duyệt và nó ảnh hưởng tới kênh mình. Chính chị là cái người mà nhân vật chính lấy thịt đè người đó. Như vậy mà chị tấn công người khác như vậy, thật sự là cái cô đó hiền thật á. Chứ nếu mà gọi công an, gọi cảnh sát tới thì chắc có lẽ chị cũng phải lên uống trà xanh rồi, với chú áo xanh rồi, với công an rồi. Nếu như mà mình là người bán hàng thì người ta nói là khách hàng là thượng đế, bất kể trong cái câu chuyện nào đi nữa, khách hàng complain về mặt hàng ABCD thì chị cũng nên lắng động, ngồi xuống lắng nghe khách hàng cần cái gì, cần chia sẻ cái gì, và mình là chủ thì mình cần lắng nghe, để như vậy để mình từ từ mình hoàn thiện hơn, mình tốt hơn. Chứ còn đằng này mình không hài lòng là bắt đầu mình đánh và mình cãi nhau. Và cái video mà chị đã đánh khách hàng như vậy, thật sự hiện tại bây giờ khách hàng vẫn có thể lấy cái video này lên công an vẫn được, tại vì bây giờ bằng chứng cụ thể mà cái video như vậy chị cũng vẫn lên YouTube của mình. Thứ nhất là chị 11 YouTube nó không diệt cái cảnh, nhưng mà cái người nhân vật chính trong cái kênh YouTube mà có những cái hành vi như vậy, thật sự nó không có diệt. Và những người mà ủng hộ chị thì không biết là những người đó như thế nào, nhưng mà sau đây Phương Văn xin đọc cái bình luận nha. Ghê thiệt, nhìn mặt không thể bắt hình dong, ghê quá. Trời ơi, hung dữ quá Mỹ Dung ơi, làm từ thiện chi mà dữ quá vậy? Thôi từ nay không xem kênh bả nữa, làm từ thiện sao hung dữ quá vậy? Khủng khiếp quá, ở bên Mỹ là ở tù mật gông. Đó là những lời bình luận của khán giả nha. Cái bản tính của chị chắc có lẽ chị cần chị Đại cần đi chùa để tạm tịnh tâm mình lại một chút, hoặc là nếu mà chị bên đạo Công giáo hoặc là đạo nào không biết thì chị cũng nên thường xuyên để cho tịnh tâm mình lại. Mình tưởng là mình hung hung dữ trên cộng đồng mạng như vậy, người ta thương mình, người ta giúp đỡ mình, hoặc là người ta tôn trọng mình, chắc có lẽ là cái điều đó hãy xem lại ha. Còn YouTube nó vậy, cũng vậy, nó cũng thẳng tay thôi. Những người mà có những cái sân si như vậy thì dù cái kênh của mình có được duyệt nữa, được duyệt đi nữa, thì chắc cũng không tồn tại và cũng không phát triển được đâu. Và quay trở lại câu chuyện mà chị Đại muốn về Việt Nam để gặp Phương Văn, thì thôi cả thế giới này chị ráng dành dụm tiền để chị đi gặp hết tất cả những người mà đã bình luận về câu chuyện này. Khi mà Phương Văn bình luận, Phương Văn không có gọi tên chị, không có PR cho cái kênh chị. Phương Văn chỉ gọi là chị Đại, và những ai mà trúng tên thì tự hiểu mà lấy ha. Như vậy thì bây giờ chị qua David Kim nè, đó, chị
David Kim sẽ đưa chị xuống suối để giúp đỡ, cứu người giống như chị Hằng Kali như vậy. Và chị muốn về Việt Nam còn bao nhiêu kênh nữa, hay là bây giờ chị bay qua Canada đi, Toronto ơi, chị qua đây, em chỉ cho chị một số nơi mà chị cần giúp đỡ người nữa. Đây làm từ thiện như chị vậy là quá hay luôn đó. Nếu mà sân si một cái là chị cho người ta một phát chưởng đó. Chị, trên người chị chưa có rồng xanh mở mắt, cho nên là chị làm gì chưa xin nhê. Những người đó còn hiền đó, những người đó mà được gọi công an tới thì coi như là thứ nhất là việc kinh doanh của chị bị ảnh hưởng nè. Thứ hai là con người của chị làm từ thiện người ta có được tin tưởng hay không. Đó, bây giờ chị qua Mỹ chị xem, đang ở Mỹ thì câu chuyện từ đâu xích mích trên cộng đồng mạng, chị em nội bộ mang những cái câu chuyện mà không tốt về Hằng Kali lên cộng đồng mạng chia sẻ như vậy. Chị nhìn lại đi, mình có phải là người bạn tốt hay không đó. Rồi chị nhìn đi, Lê Lê là sao? Lê Lê chứ chị lại cự cãi nhau vụ cho hộp trứng vụt lộn. Tại sao cái kênh chị không úp, mà chị úp bên kênh Lê Lê, rồi chị kêu Lê Lê gỡ xuống mà người ta không có gỡ đó. Rồi cãi nhau thì chửi, bị ảnh hưởng cái gì mà chị sợ? Chị đại mà chị sợ, chị nói được trước công chúng, chị nói về Hằng Kali được, thì tại sao chị gỡ? Chị cũng sợ pháp luật Mỹ à. Chị nói là ai hăm dọa chị gì đó, bằng chứng cứ đâu, lấy cái gì có tin nhắn là hăm dọa. Bây giờ chị nhắn cho Phương Văn nè, đó mới có chứng cứ đó, có chứng cứ rõ ràng đó. Còn ở Mỹ ai nhắn hăm dọa chị đưa ra bằng chứng xem coi, bằng chứng chỗ nào đó. Cho nên chính vì vậy chị đang ở Mỹ mà chị nói ai hăm dọa chị vậy, police 911 nó nhào tới, nó gọi chị đi, rồi chị nói làm sao. Cho nên chính vì vậy cái thẻ xanh của chị nó bị cũng rung rinh nha, chứ không phải đơn giản đâu. Chị đi qua Mỹ mà chị ăn nói lung tung như vậy thì bây giờ chị gỡ xuống, cuối cùng Lê Lê không chịu gỡ, chị cãi nhau, hay là chị muốn lấy thịt đè người, chị cho già trưởng cho Lê Lê nữa xem. Cộng đồng mạng là rất quan trọng. Khi người ta có quyền, người ta bình luận, người ta chia sẻ, dù cho những cái lời nói họ như thế nào, thì họ tự điều chỉnh trên cộng đồng mạng ha. Ví dụ như không có những lời lẽ dung tục, thiếu gì câu bình luận. Thật sự có những người bình luận rất là khiếm nhã như quý vị khán giả, chứ không đơn giản đâu. Và nhiều hàng ngàn bình luận, những người ủng hộ, những người không ủng hộ là có đầy đủ. Nội mà nếu mà Phương Văn nè, David Kim nè, anh Thùy Napoli nè, rồi Minh Anh kết nối yêu thương nè, rồi anh Long Nhông Xì Phố nè, đó, hàng ngàn hàng triệu cái bình luận. Tại vì chúng tôi là những người lên tiếng cho cộng đồng, những người mà đang bị hãm hại, những người đang bị xung quanh bị bủa vây như vậy, thì chị Hằng Kali đó là hiện tại chúng tôi lên tiếng để góp lên tiếng nói cộng đồng. Bây giờ chị, cái lời nói của chị đó mới chính là hăm dọa. Về gặp chắc có lẽ không dám đâu, trời ơi, chơi thân với chị Hằng Kali mà còn phản bội chị Hằng Kali như vậy, chơi với Le Le thì cãi lộn với Le Le. Bây giờ chị về Việt Nam chị gặp tôi có mục đích gì? Bắt đầu chị lấy thịt đè người đó. Xin lỗi chị, chắc có lẽ là không ai thua ai. Chị ở đâu phương trời nào nó cũng có pháp luật. Nếu như mà cái hành động của mình như vậy, thái độ mình như vậy, mình coi pháp luật không ra gì. Và nếu như mà kéo dài thời gian dài, chị làm hết vụ này tới vụ kia, thì chắc có lẽ chị cũng chọn một nơi để chị đi, giống như danh nhân Nguyễn Phương Hằng. Danh nhân Nguyễn Phương Hằng chỉ dùng lời nói quá thôi, đó, đi quá xa thôi, thì danh nhân Nguyễn Phương Hằng đã chọn một cái nhà, đó, một cái nhà đá. Còn chị muốn chọn nhà nào, chị cứ chọn đi, chị thoải mái. Chứ đừng có tưởng là mình là một vùng trời ở nơi mình ở. Đây, Phương Văn cũng sẵn đây rồi nói luôn. Những người xung quanh gần nhà của chị Đại chia sẻ những cái bình luận cho Phương Văn. Nhưng mà thôi, Phương Văn không nói lên nữa. Tại vì họ ghi, họ viết nhiều lắm. Chị sống tốt quá, hiền lành quá, đi làm từ thiện nhiều quá. Cho nên những người xung quanh hàng xóm chị là chia sẻ quá nhiều về chị về vấn đề này.
nhưng Phương Văn xin phép không được đọc, tại vì đó là những người xung quanh hàng xóm của chị Đại, cho nên sẽ ảnh hưởng đôi khi là chị kéo nguyên một cái dàn vệ sĩ của chị, nào là rồng xanh mở mắt, rồng xanh mở nhãn được cái nọ đi tới và sẽ làm những điều không hay đối với những người đó, cho nên Phương Văn không có đọc. Và chị nhớ cho rằng là đây là cộng đồng mạng, tất cả mọi người kể cả chị được quyền lên cộng đồng mạng tự do ngôn luận, không vi phạm pháp luật thì thôi, không vi phạm luật của YouTube thì thôi, chứ không ai có quyền. Như vậy thì bây giờ chị coi, chị sân si hết cả thế giới rồi, sân si hết cả thế giới rồi đó. Bạn của chị mà chị còn dám lên cộng đồng mạng để chị chia sẻ như vậy đó, chị em giúp đỡ hàng hóa qua lại, đưa đón chị lên xe đó, vui vẻ quá mà chị còn phản bội. Rồi chăng le le thì sao, chở chị đi bàn kế hoạch đạo diễn quay phim chụp hình này kia nọ đó, rồi đi làm từ thiện cho những người homeless, mời người ta ăn trứng vịt lộn. Tại sao le le bỏ lại chị trong thư viện, chị xem đi, vừa cãi nhau. Nói chung bây giờ cộng đồng mạng đã biết hết rồi đó, chị đi từng người đi, chị đi cả hết thế giới, chị dành dụm tiền đi cả hết thế giới, đi gặp từng người ha, đi gặp từng người để chị làm gì đó. Chị làm gì thì chị làm, chị có tiền chị đi gặp hết đi. Mình tưởng em nói thiệt với chị, một ngày thôi, một ngày nào đó 5 cam còn phải ra đi, chứ đừng có nói là chị hơn 5 cam không. Chị muốn hơn thì chị làm nổi đi, thôi chị qua Mỹ đó, chị xem có là những ai mà chị có thể là làm chị Đại được bên Mỹ đó. Còn không thì David Kim hoặc là chị Hằng chở chị đi xuống suối đó, làm dâu trong suối luôn, rồi một đi là không có đường về. Và sau đây Phương Văn xin đọc một số cái bình luận về chị Hằng Kali nha. Hằng Kali hôm nay lại lấy tiền Mạnh Thường Quân mướn kênh này làm việc cho Hằng để bảo vệ mình. Xin trả lời quý vị khán giả, đâu có ai mà mướn ai đâu. Mình làm việc chính nghĩa thôi. Đó, đây là góp lên tiếng nói cộng đồng, đừng có nghi ngờ hoặc nói là Hằng Kali mướn lấy tiền của Mạnh Thường Quân. Nói câu này bị xúc phạm nè. Đó, cái câu này là vi phạm nè, vi phạm pháp luật nè. Người ta tìm tới nhà. Câu này nặng lắm nha, nói Hằng Kali nè, nay lại lấy tiền Mạnh Thường Quân mướn cái kênh này làm việc để bảo vệ mình. Lấy chứng cứ đâu? Chứng cứ đâu nói Hằng Kali lấy tiền Mạnh Thường Quân? Có chứng cứ của chỗ nào? Lấy của ai? Lấy hồi nào? Giờ phút nào? Giây phút nào? Mướn kênh này làm để bảo vệ Hằng? Mướn chỗ nào? Những tin nhắn nào? Bằng chứng điện thoại nào để mướn? Cái khán giả này coi chừng bị vạ vào thân nha. Bị vạ vào thân đó, người ta có thể tìm tới nơi của mình. Mình báo quên bên, ví dụ như những người mà như vậy, tưởng là họ tìm không tới, báo bên an ninh mạng là nó tìm tới nhà, tới địa chỉ luôn. Phương Văn xin chia sẻ lần này, trước đây có một cái kênh lên chia sẻ, tính đâu là mình lên YouTube mình bình luận rồi mình như vậy là không ai tìm tới mình, nhưng có cái sự cảnh báo rồi mà cái bạn đó vẫn tiếp tục lên cũng như chửi ra rã vậy đó. Cuối cùng thì sao, công an đi thẳng tới nhà gửi giấy mời, trốn trong bụi chuối á đó, trốn trong bụi chuối không dám ra, để cho cha mẹ với bà nội ra vừa năn nỉ, vừa bà nội vừa khóc lóc đó, nói thằng cháu dạy trốn bụi chuối á, ngay và luôn trong buổi chiều đó chị đó phải bắt lên cái video để xin lỗi. Và ngay và luôn trong buổi chiều đó, khi mà chị đã về rồi, chị đã xuống tới nhà mà, rồi công an xuống tới nhà mà, chị về rồi lên video xin lỗi. Đó là bài học đắt giá cho những người không có bằng chứng cứ mà đi lên cộng đồng mạng nói thế này thế kia, nói Hằng Kali lấy tiền Mạnh Thường Quân mướn kênh này. Đây là câu nói mà cô chừng vả vào thân. Phương Văn nói vậy thôi, còn mọi người muốn làm gì đó thì làm. Và cái tin nhắn tiếp theo, bình luận tiếp theo, quý vị ơi, hãy vô cái file report với sở thuế Mỹ, cái form là 3949A, để sở thuế nhảy vào cuộc để ngăn chặn ăn bớt chặn tiền từ thiện, lợi dụng kinh doanh ăn chặn tiền từ thiện, rửa tiền xuyên quốc gia, tội này là ở tù lâu lắm. Đây là một câu nói của khán giả, không biết ai
không biết ai vào nhà đá. Cái câu nói rất là quan trọng nha. Đó, nói hàng kali là lợi dụng kinh doanh, ăn chặn tiền từ thiện, rửa tiền xuyên quốc gia. Đó, chính mình biết là à, làm như vậy là vào nhà đá. Như vậy mình ghi cái câu này, cô chừng mình đó chứ không phải hàng kali đâu. Không có sở thế nào mà nhảy vào cuộc hết trơn. Không có sở thế nào mà report hàng kali làm việc đó. À, quay trở lại cái vấn đề mà đang chia sẻ trên cộng đồng mạng hiện nay và chị Đại hiện tại là đang muốn đi thăm hết tất cả mọi người bình luận hay là các kênh đang là phân tích về vấn đề này. Thật sự nếu như mình là cái người sai, thậm chí hằng kali sai, thì hằng kali cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và chịu trách nhiệm trước cộng đồng mạng với là mạnh thường quân. Bây giờ Phương Văn nói cái ví dụ nhỏ thôi để cho chị Đại hiểu được rằng, ví dụ chị giúp đỡ cho hằng kali đi đó, là người trong cuộc ha, mà hằng kali phản chị đó, hằng kali ăn chậm, ví dụ chị xuống suối chị cho gửi hằng kali 1.000 đô, hằng kali chỉ đưa 500 đô thôi đó, thì cái đó mới gọi là ăn chậm. Mà chị phải biết cho rõ ràng, nếu như ăn chậm thì từ đây về sau chị có là mạnh thường quân có tài dám tài trợ cho hằng kali để đi nữa không? Dĩ nhiên là người ta là mạnh thường quân, người ta biết được là người ta cắt ngay, người ta không bao giờ tiếp tục là ủng hộ cho hằng kali nữa. Đó là cái điều mà cái luật lúc đó thì tụi em cũng không thể nào binh vực nổi hằng kali, không binh nổi, tại vì cái chứng cứ rõ ràng rồi, mạnh thường quân người ta nghi ngờ tới rút lui. Đó là cái chuyện của mạnh thường quân. Còn tới ngày hôm nay, tại sao trong tứ đại mỹ nhân bung bét ra những bằng chứng đâu? Những bằng chứng đâu nói hằng kali ăn chặn tiền từ thiện, hằng kali làm những cái việc lợi dụng ABCD đó, rồi lên cộng đồng mạng và phân phui rồi nói xấu những cái lời lẽ không hay, tình bạn cũng hết. Bây giờ trong nội bộ của chị đó, chị cãi nhau mấy lần với Le Le đó. Ai giật dây, ai quay phim đạo diễn để chị lên cái video. Chị tính là mọi người không biết mà ai cũng biết hết rồi. Bây giờ họ mọi người, người ta bình luận, người ta chia sẻ, người ta phân tích, người ta đã vào trong cộng đồng mạng rồi. Mình không cấm cản ai được. Mình đừng có nói mình đi về mình gặp gỡ người này người kia. Đó, bây giờ chị đi gặp hết đi tất cả mọi người đi. Mà chị gặp chị để sân si, chị lấy thịt chị đè người hả? Xin lỗi, nếu mà đã cuộc chơi rồi, không biết ai thua ai. Mà thua phải không? Người thắng cũng đi vào nhà đá, mà kẻ thua cũng đi vào luôn. Muốn đi đúng không? Muốn đi thì bây giờ thôi, giờ tạm đi xuống suối trước. Muốn làm dâu ở suối thì xuống dưới mình làm. Còn đừng có nhắn tin cho Phương Văn nữa. Có cái gì lên cộng đồng mạng chia sẻ để tất cả quý vị bà con cộng đồng mạng cùng nhau phân tích Phương Văn sai chỗ nào, Phương Văn sẽ ghi nhận và sửa ngay và luôn. Còn nếu tự bản thân mình tự cao tự đại, mình nói luôn luôn mình đúng, mình quánh người ta, mình cũng nói là mình đúng chứ mình không sai, dám up cái video đó lên thì coi như là hết đường làm ăn rồi. Hết đường làm ăn. Cái đó là không phải mình khôn đâu, mà mình sẽ bị mất hết. Bởi vì khi mà làm kinh doanh cũng rất là quan trọng, phải đi học một cái khóa, gọi là khóa cho người chủ, khóa cho nhân viên, phải mềm mỏng tiếp đãi khách hàng là thượng đế. Nhớ cái câu nói đó mà châm ngôn để trong việc mà mình kinh doanh buôn bán. Kính thưa quý vị khán giả, Phương Văn chia sẻ cái video này thì chắc có lẽ quý vị khán giả cũng hiểu nội tình của họ như thế nào, và phim còn dài tập lắm. Mong tất cả quý vị khán giả nhấn nút đăng ký của kênh Phương Văn và kênh Người Trong Cuộc để tiếp tục theo dõi câu chuyện. Thì bây giờ cái kênh của Phương Văn, quý vị khán giả gắng cố gắng giúp giùm Phương Văn đăng ký 2 kênh để cái kênh của Phương Văn mà bị có khóa, tại vì mình đâu có biết được họ báo cáo họ làm như thế nào, thì YouTube nó cũng lại chặn, nó chờ xem xét. Thời gian đó Phương Văn không up được cái video. Mong là khán giả ủng hộ 2 kênh. Kênh này chặn, kênh kia Phương Văn vẫn còn lên để chia sẻ với tất cả quý vị khán giả. Thật ra thì chúng ta là cái người mà đứng lên để góp cho tiếng nói cộng đồng, không ít nhiều cũng bị những người gọi là phản diện, những người đó luôn luôn rình rập bủa vây xung quanh những người tốt.
Cho nên mong tất cả quý vị khán giả cứ bình luận gì, chia sẻ gì, cứ viết trong cái bình luận của mình, Phương Văn đọc hết. Và để cho họ thấy rằng là khán giả là cái người công tâm bình luận về vấn đề, họ là người sáng suốt nhất, thông minh nhất. Một lần nữa Phương Văn xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.